Và ở trận thi đấu này, cô gì đây? Cụ Vũ Công Toàn trao cho Đô và Lào Thắng 500.000 đồng. Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn cụ Vũ Công Toàn. Trân trọng giới thiệu keo vật trận thi đấu là 10-55kg, Nguyễn Thị Ngọc Ly của Hà Nội trang phục đỏ gặp Dương Thị Nga của Thanh Hóa trang phục xanh. Mời hai đô vận động viên vào trận đấu. Vận động viên trang phục đỏ là vận động viên một kỹ thuật quấn quật. Rất đẹp mắt của vận động viên xanh giành 4 điểm. Rồi, đánh đứng. Vận động xanh là vận động viên Nga của đơn vị Thanh Hóa và vận động viên mang trang phục đỏ là vận động viên Ni của Hà Nội. Hai vận động viên hai đang tham gia tập luyện cho hai đơn vị Hà Nội và Thanh Hóa. Keo vật trận thi đấu này ở hạng cân 50-55kg, nếu vận động viên nào giành chiến thắng, cụ Vũ Công Toàn trao thưởng 500.000 đồng cho vận động viên nào thắng cuộc. Đề nghị hai viên thi đấu nhiệt tình dùng các kỹ thuật đòn đánh để tấn công. Đô vận động viên đỏ đang giành 2 điểm. Rồi, mời hai viên đánh đứng. Trận đấu tiếp tục. Tiếp theo dành cho vận động viên mang trang phục xanh của Thanh Hóa. Hết giờ đánh bóng, mời hai vận động viên. Trận đấu tiếp tục. Điểm tiếp theo dành cho lô cho vận động viên mang trang phục đỏ của Hà Nội. Thôi, hết giờ thi đấu hiệp thi đấu thứ nhất, mời hai vận động viên tạm nghỉ 30 giây. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, vận động viên đỏ 6 điểm, vận động viên xanh 4 điểm. Chúng tôi xin thông báo hiện tại có anh thêm của Phùng Chuẩn đồng ngũ với anh Sâm có trao một cái giải nèo 500.000 đồng cho thanh niên của làng. Vậy ban tổ chức xin kính mời các trai làng của các xóm vào gặp ban tổ chức để đăng ký giữ giải và phá giải của ông anh thêm trao. Hết giờ nghỉ, mời hai vận động viên vào tiếp tục thi đấu hiệp 2. Ở hiệp thi đấu nhất, vận động viên trong khung đỏ 6 điểm và trong xanh 4 điểm. Chúng ta chuẩn bị, hai vận động viên chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Thank you.
ngoài sới rồi. Mời hai vận viên tiếp tục vào thi đấu ở sới. Một điểm dành cho vận viên xanh. Trận đấu tiếp tục. Một kỹ thuật quăng. Rất đẹp của Rô và đội viên. Tuyệt đối bây giờ. Mời hai vận viên, mời hai vận viên đứng dưới sới. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua. Vận động viên xanh Dương Thị Nga của Thanh Hóa thắng tuyệt đối. Mời vận động viên xanh đứng. Tôi xin trân trọng mời cụ Vũ Công Toàn lên trao giải 500.000 cho vận động viên xanh. Xin trân trọng cảm ơn cụ, chúc cụ sức khỏe.